được biết là nhạc sĩ sáng tác rất là lâu, và hiện nay thì có rất nhiều ca khúc đã mua bản quyền, đã làm thành các album, CD. Hôm nay thì Tâm muốn nhạc sĩ nói sơ qua về cái cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ. Chào các bạn, mời nhạc sĩ. Nói chưa? Này, phải thầy chưa nói. Sau ngày giải phóng miền Nam hoàn toàn giải phóng, thì qua cái thời gian học tập cải tạo thành phố, học tập cải tạo bên quân sự và bên văn hóa, văn nghệ, thì tôi được chính quyền của các địa phương cho về quê sinh sống. Là nơi đây là xã Phước Hậu, đó là quê cha đất tổ, về đây lao động sản xuất, và đồng thời cũng có đóng góp một số hoạt động không chuyên, văn nghệ không chuyên ở địa phương. Cũng có ra trình diện với cái hội văn học nghệ thuật của tỉnh trước kia là tỉnh hai tỉnh Ngập Một và tỉnh Cửu Long. Sau đó một thời gian thì có một cái dịp tình cờ tôi được xuống huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Con ơi, chỗ khác con. Trời ơi. Thì tôi được lưu dụng trong cái ngành văn hóa thông tin của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó từ từng bước tôi được giao cái nhiệm vụ là phó chủ nhiệm thường trực của cái phòng văn hóa thông tin huyện và cái trung tâm giáo văn hóa thông tin huyện huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp. Năm 1991 thì tôi xin phép về quê tiếp tục lao động sản xuất, nhưng mà rồi một số bạn có giới thiệu cho tôi trở về Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh, để làm một công việc khác, là công việc ở bên cái ngành công nghiệp. Rồi sau một thời gian khoảng non 10 năm, khi ở thành phố tôi có được hội âm nhạc thành phố kết nạp làm hội viên. Thời đó là nhạc sĩ Hoàng Hiệp làm chủ tịch hội, nhạc sĩ Hoàng Hiệp là chủ tịch hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cũng vì cái hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, tôi lại trở về quê xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tôi có tiếp tục sống ở miệt vườn, lao động sản xuất cũng như những người dân khác ở trong nông thôn. Mà tôi có gặp gỡ lại với quý vị bên lãnh đạo bên cái ngành văn học nghệ thuật tỉnh, ngành âm nhạc của tỉnh và những cái bạn hữu. Cũng có rất là tất cả đều có nhiệt tình giúp đỡ tôi. Hiện nay thì tôi cũng vẫn còn thỉnh thoảng còn có một vài cái hoạt động với phong trào, viết sáng tác một cái số bài ở trên các tạp chí của tỉnh. Mà nói chung tất cả cơ quan và các lãnh đạo và những nghệ sĩ ở Vĩnh Long đó là rất là nhiệt tình giúp đỡ tôi. Cho nên vừa lao động sản xuất mà vừa tham gia những cái việc gì có điều kiện để tham gia và có dịp để tham gia, tôi vẫn tiếp tục tham gia. Hiện nay là tôi trợ giáo cho nhạc sĩ Tính Đức ở trong cái lớp năng khiếu về âm nhạc tại trung tâm sinh hoạt văn hóa thanh thiếu niên của tỉnh. Thưa nhạc sĩ để cho biết là trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ đó, đến giờ này là nhạc sĩ được bao nhiêu bài ca khúc rồi? Nói về tôi viết về những cái kỷ niệm với những bạn bè và những cái kỷ niệm trong đời thì khoảng bây giờ nó kể thì khoảng chừng 30-40 ca khúc. Cũng đồ sồi chứ. Nghe nói là nhiều tác phẩm của nhạc sĩ đã được là từng làm dĩa than, rồi làm video, làm các cái CD, phải không ạ? Dạ thưa phải. Trước và sau giải phóng thì tôi là được gần như là các cái sáng tác của tôi đã được thu vào dĩa than bằng video, bằng cassette và đĩa nhỏ, đĩa CD. Trong đó thì hiện nay cũng còn tồn tại một vài sáng tác còn ở trên thị trường. Là tôi cũng tiếp tục có dịp tôi cũng viết lách với các nghệ sĩ ở trong tỉnh, ở trên
gửi đi các cái tạp chí của tỉnh, thì tùy cái tình hình và cái nội dung thì các tạp chí đó đã cũng đã nhiệt tình giúp đỡ là đưa, giới thiệu cái sáng tác của tôi trên ở trên các tạp chí của tỉnh. Cảm ơn. Chúc mừng tiếp tục ha. Chúc mừng mình sẽ nói về cái đủ rồi đó. Chúc mừng nói về cái con sóng sông Trúc, cái kỷ niệm đó. Cái đứa cá con này. Xong rồi thêm cái mình nói để cho là khi về già mình cần nghĩ được quê hương á. Con phải cắt cái này.